Chào các bạn, mình là A Sáng. Kênh YouTube của mình là A Sáng. Mình đang làm một cái series video YouTube về thử thách khởi nghiệp cùng Vịt A Sáng. Tức là chúng mình sẽ quay video lại toàn bộ cái quá trình mà bắt đầu khởi nghiệp bán vịt nướng. Chúng mình ở đây nghĩa là mình và có một người nữa là em họ mình, là tên là Nam, mình sẽ giới thiệu ở trong video tiếp theo. Đấy, mình sẽ lên kế hoạch này, rồi tìm địa điểm mua trang thiết bị, vân vân và vân vân, để khởi nghiệp kinh doanh vịt nướng, để cho các bạn, một số những bạn mà có quan tâm đến những cái khởi nghiệp thì có thể tham khảo. Đấy là cái phần mà mình nói về cái kế hoạch mà quay lại những cái video đăng lên YouTube cho các bạn tham khảo. Thế còn hôm nay thì mình muốn nói lan man với các bạn một chút. Hiện tại thì đây là cái kế hoạch mà phát triển một cái nghề mới của mình. Thực ra thì hiện tại mình vẫn đang kinh doanh một mảng khác, đó là áo đồng phục. Đây, đây. Đây là bảng màu áo đồng phục, đây là áo. Bên mình là chuyên sản xuất áo phông đồng phục theo yêu cầu, đồng phục Ioni. Một số bạn nào có thể quan tâm đặt hàng áo thì liên hệ với mình. Còn cái quay kia là một cái kế hoạch thứ hai của mình. Là mình rất nhiều kế hoạch nhưng mà cái nào mà hay hợp lý thì mình làm. Nói về vịt ấy, thì là mình đã có được cái bí quyết mà pha nước chấm rất là tốt, ngon. Mình đã đi tham khảo ăn rất rất nhiều nơi nhưng mà cái nước chấm của các quán vịt ấy, thì nó ở dạng trung bình. Mình cũng không phải tự tin quá nhưng mà một trong số những cái quán mà ngon nhất là mình tự ăn, mà ăn rất nhiều lần. Thực ra cái quán ấy nó rất xa, ví dụ như mỗi lần mình đi ăn nó không phải là nó phải đi tầm, có thể là tầm 7, có quán 7 cây, có quán phải đến 13, 14 cây. Thế nhưng mà mình vẫn đến, tại vì mình đã thưởng thức được những cái ngon. Thì dù có đi xa vất vả một tí vẫn hơn là ăn ở những cái quán mà cảm giác mà như là ăn cho qua bữa. Ăn như thế thì không phải là thưởng thức. Các bạn xem video ấy, thì nếu mà nhà có gần, mình ở khu Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nếu mà có gần thì có thể là ra anh em giao lưu, hoặc là nếu mà có thử vịt nướng thì ủng hộ mình luôn. Vịt của mình thì là mới đầu chỉ bán ở vỉa hè thôi, là chỉ có nguyên vịt nướng và có rau sống nước chấm đi kèm. Đấy, chứ còn mình chưa thể bán, chưa phải nhà hàng, chưa phải quán vịt có địa điểm kinh doanh là nhà có bàn có ghế thì mới là kinh doanh được nhiều. Cái đấy là sau này. Trước tiên thì mình bán vịt nướng ở vỉa hè. Đấy, rơi vào tầm buổi chiều thì rơi vào tầm 4 giờ 4 rưỡi cho đến tầm 7 giờ 7 rưỡi. Chỉ bán vào tầm mấy tiếng buổi chiều thôi. Bên mình có ship, có ship tận nhà cho các bạn nhé. Nhưng mà cũng chỉ quanh quanh đây thôi, còn nếu xa quá thì không ship được. Nhưng mà trong vòng Hà Nội thì nếu ở xa mà các bạn vẫn có nhu cầu alo mình thì mình vẫn có thể gọi ship ngoài, người ta chờ đến cho các bạn được. Nói lan man một chút nhá, thì tại sao mà mình đang làm cái áo đồng phục này rồi mình vẫn làm thêm, tại vì là mình luôn muốn thử cái mới, và có những cái dự án là mình đã ấp ủ khá là lâu rồi. Khởi đầu thì phải tính toán, tại vì kinh doanh là khả năng bị phá sản, bị lỗ nó rất là cao, nên mình phải tính toán từ từ. Mục tiêu của mình là mở một nhà hàng chuyên về vịt. Đấy, thế nhưng mà khởi đầu mà mình
làm ngay thì cái số tiền đầu tư nó rất có thể là bị bay, trong khi mà cái món ăn, cái vịt, cái sự lan tỏa mọi người biết đến còn chưa kịp đến được các bạn đấy. Thế cho nên mình phải làm nhỏ trước, khởi đầu là như vậy. Mình còn nhớ là cái hồi 2014, 2015 ấy, mình có lên trên cái diễn đàn VOZ mới lập ra một cái topic, tức là mới làm xưởng may. Thì hồi đấy là mình làm áo đồng phục rồi, làm lâu rồi, làm từ tầm 2010 rồi. Nhưng mà hồi đấy là làm xưởng may thì mình vẫn chưa biết gì về xưởng may, chỉ có đặt hàng. Những năm trước là mình chỉ có đặt hàng thôi. Hay mà rồi cũng bây giờ vào đọc lại thì cũng thấy nó hài hài, tại vì ở đấy mình cũng tiền thì cũng không có, cho nên là cứ phải làm dần dần. Mình đi mua máy cắt, mua máy may, rồi là phải tham khảo xem mua máy nào, số lượng bao nhiêu, may ra làm sao, rồi mua vải ở đâu, mua tất cả các phụ kiện liên quan. Thì mình cứ dần 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 dần, tức là cái nào làm trước mình tính toán, cái nào làm trước cái nào mua mua trước thì mình mua trước, rồi xong nó như kiểu là bị ràng buộc, đâm lao là phải theo lao, mình mua một lố tất cả các thứ rồi, thế là đành phải theo. Thì sau này cũng có rất nhiều thăng trầm, nên bây giờ xưởng may của mình hoạt động rất là ổn định. Mình chỉ việc báo hàng thôi, thì các anh chị làm rất là tuyệt vời, yên tâm. Đến hôm nay thì chỉ vì yên tâm quá nên mình nhàn chả có việc gì làm, lại tiếp tục cái thử thách mới. Thì cái quán vịt này mình cũng nghĩ như thế thôi, mình đã trong đầu đã tưởng tượng được là bao nhiêu lâu thì nó phải như thế nào, rồi mua gì các thứ trước, buôn bán như thế nào, ai làm những việc gì đấy, tính toán đấy. Cho nên là các cụ bảo là phi thương bất phú, cái này từ hồi cấp 3 là đúng. Là ngày xưa mình định chọn là học bác sĩ hoặc là chọn học sư phạm đấy, nhưng mà nghĩ nghĩ là đời mình có nghèo quá thôi, đi theo kinh doanh. Phi thương thì bất phú, tất nhiên là kinh doanh thì có lỗ có lãi. Mình thì cái vốn ban đầu nó không có, phải nói là không có luôn, nó rất ít, không có, cho nên là mình phải làm cẩn thận. Chứ ví dụ như nếu mà tiền mà nhiều, làm mà hỏng, lôi cục khác ra làm lại thì rồi nó sẽ ngon lành thôi. Thế nhưng mà không có tiền thì rất là khó khăn. Bạn động cái gì là bạn phải đi vay, mà thời buổi đi vay cực cực khó đấy. Cho nên tốt nhất là làm từ nhỏ, làm lên và tính toán cho nó cẩn thận đấy. Chia sẻ với các bạn như thế. Mình nói cái này không biết có cái bạn nào như mình không nhá, tức là có một thời gian trong đầu có rất nhiều ý tưởng để làm, mình có thể kinh doanh cái này, có thể buôn bán cái nọ, có thể đi làm việc kia. Thế nhưng mà vấp phải một cái sự trì hoãn ở trong chính trong bản thân mình ấy. Là sao? Hôm nay thì rất hứng khởi với cái dự án này, thế nhưng mà chỉ qua một đêm, ngày mai nghĩ là mình làm thế này có thể nó sẽ thế này thế kia, thất bại hoặc là gì đấy. Còn nếu mà qua được khoảng một tuần một tháng mà vẫn trong đầu vẫn nghĩ đến cái việc đó thì không biết bắt đầu, muốn bắt đầu lắm rồi không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ nhiều khi lên hẳn một cái kế hoạch list các công việc rồi, nhưng mà gặp phải một cái việc khó là cũng chùn. Con người mình thì hay mắc phải một cái gọi là, đại loại mình hiểu nôm na như kiểu bẫy thu nhập, và cái cuộc sống, những cái sinh hoạt, những cái
chi phí, phải nói là chi phí hàng ngày ấy, nó sẽ kéo mình lại. Đấy, ví dụ như bây giờ nhá, thay vì đi lập một cái kinh doanh, tự mình kinh doanh, tự mình làm cái gì đấy, thì mình đi làm thuê cho người ta một tháng 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, đúng không? Là mình chắc cốp là được đóng bính nhiêu tiền rồi. Còn bây giờ mình đi kinh doanh ở bên này thì đương nhiên là ban đầu phải gặp khó khăn. Thậm chí ngày xưa mình mới làm, tháng đầu tiên được 300.000. 300.000 mà đấy là tiền tiền lương một tháng ấy. Tức là mình tự làm mà. Mình tính doanh thu trừ chi phí xong chia đầu người ra được 300.000. 300.000 trong đó đổ xăng mất rồi. Đổ xăng này, điện thoại này, phải ăn nữa chứ. Âm nặng, âm rất lâu, có khi âm mấy tháng sau đó nó mới hòa vốn, tức là đủ tiền mình ăn và đủ tiền để kiểu thuê nhà để ở. Đấy, sau rồi là nó mới lên dần sự nghiệp thì nó mới, bây giờ thì thu nhập của mình cũng ổn định rồi. Tất nhiên là không phải siêu sao nhưng mà đủ ăn, đủ để có cái thời gian để đi làm những cái mới. Hoặc là nhiều khi như hôm nay, bây giờ đang là tầm, bây giờ là 9:47 sáng, mọi người đi làm hết rồi, mình vẫn đang ngồi ở nhà lướt Facebook. Công việc của mình thì cái lúc nhàn thì rất nhàn, lúc bận rất bận, nhưng nói chung là khách hàng là thượng đế, cứ có khách hàng là mình làm nửa đêm cũng làm nhiệt tình đấy. Lại nói lại về cái những cái mà kéo mình xuống để mình không thể tự mình khởi nghiệp được ấy. Bạn đang không đi làm thì suốt ngày nhá, mình ở nhà hoặc là ở phòng trọ hoặc là ở đâu đấy, mình lo nghĩ này kia, tiêu bao nhiêu tiền, hôm nay kiếm gì để kiếm tiền, thôi thúc mình lại phải đi làm, xin ở đâu làm, tại vì nó ra tiền ngay mà, ra tiền ngay thì đấy. Còn những bạn đang đi làm ở đâu đấy thì các bạn có thấy một cái mô típ quen thuộc, ví dụ như ngủ dậy đi làm này, trong khi làm và cái khi làm về hoặc tối ấy, thì bạn sẽ có một ít thời gian rảnh. Thường thường là mình sẽ không tìm hiểu, mình sẽ làm nó mệt, không tìm hiểu về những cái mới hoặc không học thêm gì đấy, hoặc là không có cái định hướng để phát triển làm sao mà ngày sau hơn ngày trước, tháng sau hơn tháng trước, năm sau mình phải cải thiện hơn năm nay. Thường thường là như này, cầm cái điện thoại lên đấy, bắt đầu gạt, mở ra báo mới, cái ứng dụng báo mới, đọc liên tục, cập nhật tất cả các báo vào, update thông tin showbiz, U23 hay là nhanh lắm. Đọc một hồi chán cái báo mới thì lại chuyển qua lướt Facebook. Đấy, Facebook thì bây giờ chỉ có toàn những anh em bạn bè, kể cả người biết người không biết, toàn áp ảnh đi chơi. Nhiều khi sẽ xem đấy, tuổi à, mình mấy năm không được đi du lịch, lên Facebook nhăn nhản suốt ngày ở đảo nọ rồi ở chỗ kia, up ảnh sắt clip đủ kiểu. Rồi nếu mà không đọc báo, không Facebook ấy, thì lại feed, mà mình phải công nhận là những cái ông phim bộ Trung Quốc hoặc là Mỹ quá giỏi, đã xem, người ta đã xem một tập hai tập là phải xem nốt 80-100 tập còn lại, xem hết phần 1 là phải xem đến phần 4, phần 5, quá tài. Rồi bây giờ có những cái
và các diễn đàn chém gió VOZ giải trí. Ok, nghe nhạc rồi nó sẽ chiếm hết tất cả các cái thời gian ít ỏi còn lại. Nào bạn ăn cơm, bạn tắm, là bạn đi ngủ. Ok, ngày mai lại như hôm nay và tháng sau vẫn như tháng trước. Mà thường thường cái bẫy thu nhập là thường thường như thế này: lương bạn 7 triệu hoặc 10 triệu đấy, bạn bỏ thì tiếc, bỏ có thể làm lại từ đầu, lương có thể là không được bấy nhiêu, mà bạn làm thì nó chả phát triển gì cả. Ví dụ như nhá, bạn thu nhập 10 triệu, tiêu pha các loại, bạn chưa có con cái, tiêu pha rẻ xẻng 5 triệu hoặc là 7 triệu, 6 triệu đi, thì bạn dư được 4 triệu. Một tháng dư được 4 triệu, một năm 12 tháng 48 triệu. Trong cái năm đấy này, ốm, tiền thuốc, điện thoại cũ rồi phải đổi cái mới, hoặc là to hơn thì bạn có thể mua cái xe máy mới. Mua các đồ cho gia đình, tivi, tủ lạnh, điều hòa, quạt, nóng lạnh đầy đủ, máy giặt. Ngoài ra đấy là mình chưa tính, bạn có nhu cầu đi chơi, nhu cầu mua quần áo, trang sức, đồng hồ. Đấy. Sau một năm bạn để dành không được bao nhiêu, có khi 20 triệu. Vì mình cũng mua các thứ rồi, 20 triệu. Ở con người lao động thì nó rơi vào tầm, cứ cho là bạn lao động sớm thì từ 20 tuổi cho đến 50 tuổi nghỉ hưu đấy, hoặc là 60 đi. Bạn không làm ở trong khu vực được nghỉ hưu thì 60 đi, là cũng khá là, từ 20 đến 60 là cái quãng mà dài. Còn thông thường là từ tầm 25, 24 cho đến 50 thôi, thì nó xem rơi vào tầm 30, hơn 30 năm. Cứ coi là tiền không mất giá đi, mỗi năm mà để dành được 20 triệu, 10 năm là 200 triệu, 30 năm là 600 triệu. Với cái số tiền đấy, đấy là không tính mất giá, còn nếu tính mất giá thì càng ngày số tiền nó càng thấp. Đấy. 600 triệu bạn mua được cái gì? Đây là hết một cuộc đời. Bạn có mua được ô tô không? Biệt thự không? Hoặc nhà liền kề, hoặc là vân vân và vân vân. Đấy là mình mới tính là chỉ có bạn nuôi bạn, bạn lấy vợ lấy chồng, bạn đẻ ra hai đứa con, tiền ăn phải có người chăm sóc, tiền đi học, khám chữa bệnh, vân 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 vân, quần áo, nó sẽ tiêu hết cái số tiền đấy của bạn. Vậy bây giờ phải làm sao? Làm thì vẫn làm, thế nhưng làm sao để mà mình thoát ra khỏi cái tình trạng như này? Mình phải có tư duy làm ông chủ một tí đấy, bé ăn bé, to ăn to. Mình biết rất nhiều người kiếm rất nhiều tiền, mình thì không có tài như họ, mình chỉ kiếm đủ ăn. Thế nhưng mà họ có thể kiếm một tháng đôi 3 tỷ hoặc hơn nữa, nhiều lắm, giỏi lắm. Hoặc là ví dụ như có những người một ngày người ta kiếm 300-400 triệu, nhưng mà cái đấy nó phải thiên thời địa lợi nhân hòa, gặp may một tí lại có tài, nó chung kết với nhau, số lượng người nó không nhiều lắm. Nhưng mà để mà kiếm vài chục triệu một tháng thì khả năng là được. Thế các bạn cố gắng thì đều ok hết. Như thế này thì trong cùng một khoảng thời gian mà bạn kiếm được nhiều tiền thì cái tiền nhà,
tiền chi phí chung, tiền ăn, tiền các thứ của bạn có tăng lên một tí thì cái số mà để lại vẫn còn rất là nhiều. Ví dụ như một tháng bạn có 50 triệu, bạn thay vì tiêu 6 triệu như vừa rồi mình tính, bạn tiêu 15 triệu thì bạn vẫn để lại được 35 triệu. Đấy, 35 triệu bạn sau một tháng bạn có thể mua một con xe máy được luôn. Với cái thứ hai nhé, thái độ làm việc. Nếu mà bạn đi làm thuê, làm công nhật chăm chăm là hết giờ chưa để về, ok. Nếu bạn làm theo sản phẩm, ok, ông này làm nhanh được nhiều tiền, làm chậm được ít tiền. Đấy, thế nhưng nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Ví dụ như một ngày một người làm 30 sản phẩm được từng này tiền, thì ông cố gắng hết sức ông làm 50 sản phẩm thì cũng được gần gấp đôi tiền, nhưng mà nó sẽ có giới hạn. Nếu bạn tự kinh doanh, ví dụ đơn giản như mình đang nói về cái vịt của mình, có thể bạn bán lỗ, có thể bạn bán ế, thế nhưng một khi bạn làm ngon, làm sạch, có thương hiệu, bạn marketing tốt, đấy, thái độ dịch vụ phục vụ khách hàng chuẩn, bạn bán một ngày 30 con, 50 con, 100 con, tất nhiên nó cũng có giới hạn ở một cái địa điểm ở đấy, là bạn có thể lãi được 1 triệu, 2 triệu. Nhưng nếu mà bạn muốn mở thêm địa điểm thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ 10, bạn có thể nhân số tiền để lên rất là nhiều. Những bạn mà giàu sẵn này thì mình không nói nhé, hoặc là những bạn mà được thừa hưởng đất đai tài sản có sẵn bố mẹ cho, thì đấy là hạnh phúc của các bạn. Nhưng mà tài sản bao nhiêu, nếu mà mình chỉ tiêu mà mình không làm, nó cũng sẽ giảm dần giảm dần. Lan man hơi nhiều, nhưng mà quay lại cái dự án vịt của mình nhá, mới đầu làm nhỏ nhưng mà mình sẽ, các bạn yên tâm, mình sẽ quay tất tần tật. Tất nhiên là trừ một số cái nó nhạy cảm hoặc là gì đấy thì mình sẽ không quay, nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn là từ những ngày đầu tiên, hôm nay thì hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2018, là mình sẽ mở ra để bán vịt. Mình chưa sắm gì đâu, vẫn trong ý tưởng, trong trong đầu thôi, nhưng mà mình sẽ, mình liệt kê hết những cái cần mua rồi. Và quan trọng nhất ấy, là nước chấm vịt, là mình đã có bí quyết ngon. Và mình mong rằng là ai, bạn nào mà xem cái video này ở trên YouTube kênh của mình ấy, mà đã đến ủng hộ mình, thì comment cho mình cái cảm nhận về nước chấm. Chúng mình sẽ quay từng ngày, từng ngày. Tất nhiên là trừ một số ngày mà mình không có hoạt động gì ấy. Mà cái vướng mắc của mình lớn nhất bây giờ là địa điểm. Địa điểm thì tất nhiên là mình sẽ ở khu Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nhưng mà cái chỗ đứng, đứng chỗ nào? Đấy. Và khi nào mà đứng được, có chỗ đứng thì mình sẽ làm cái video tiếp theo nhé. Còn mình sẽ làm là mua những đồ gì, tẩm ướp như thế nào, bán như thế nào, vân vân và vân vân. Mình sẽ giới thiệu cậu em Nam sẽ là người mà trực tiếp bán. Đấy. Hôm nay thì thôi. Xin chào các bạn nhé.